Xin chào các bác, đang lại quay giới thiệu đến anh em một đôi loa của dòng Pioneer. Mỗi đôi mỗi kiểu dáng khác nhau. Mấy đôi Pioneer cửa hàng Đăng đã bán hết rồi các bác nha. Và chắc đôi này là còn đôi cuối của dòng Pioneer Mini cửa hàng Đăng có. Đôi loa này cửa hàng bán giá 1 triệu, đẹp, long lanh luôn. Nó cao hơn những cái đôi đã bán 1 triệu đồng, hàng bãi zin tuyệt đối cho các bác luôn. Loa chép, loa mít, chưa động vào một tí nào. Chép đo và loa bát gân cao su mà carbon lõm rất sang trọng, thùng màu gỗ đẹp. Chiều cao đôi loa này là 26, chiều ngang 14 sao, chiều sâu là hơn 20. Sứt sát tí tí là có, nhưng cái tổng thể cái tuyến loa là đẹp long lanh. Mặt sau lỗ thông hơi mặt sau, và những đôi loa này nó cũng lắp ráp tại Trung Quốc, đó là điều rất bình thường của những đôi loa đời cao. Bác nào mà sợ Trung Quốc thì có thể bỏ qua. 25W nó ghi rất chuẩn luôn, bởi vì một đôi loa mini thì công suất như vậy là chuẩn. Các bác dùng đôi loa này để nghe nhạc trong phòng ngủ, phòng làm việc, hoặc là ghép thêm vào bộ âm thanh nhà các bác để tăng thêm giải lời, giải beat, giải chép. Nó sẽ rất mạnh về lời và tép, tiếng thì êm ái, đặc trưng của dòng Pioneer. Zin tuyệt đối cho các bác nha. Và khá nặng luôn, nắp tre đầy đủ và có sờn một tí là không tránh không đâu. Nó là hàng bãi mà, để các bác nghe to rõ hơn. Đặc thù loa thì nó hay sản xuất tại nước thứ hai, thứ ba, nó lắp ráp tại đó. Còn cục dàn thì nó hay làm tại Nhật, cũng có những cục nó lắp ráp tại. Nhưng cái hãng Pioneer này nó hay làm lắp ráp tại Trung Quốc. Cảm đến từng đêm gió dĩ hòa màng, mưa bút lạnh tàn. Hôm nay cửa hàng đã bán một đôi loa Pioneer giá 900 đô la, nó màu gỗ đỏ, nó đẹp kiểu của nó. Đôi loa này đẹp kiểu hiện đại. Xin cảm ơn anh em.